Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức B. Đối với bài này, chúng ta sẽ áp dụng bất đẳng thức Cauchy. Đầu tiên, chúng ta sẽ áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho hai số. Đó chính là A bình phương cộng 2 mũ 2. Số này và số này là số dương, tại vì mũ ở đây là mũ số 2, số 2 là mũ số chẵn, cho nên số lúc nào cũng là dương hết. Thì chúng ta sẽ có 2 căn bậc 2 của A bình phương nhân với 2 bình phương. Ở đây chúng ta sẽ có 2A. Và đây chúng ta sẽ có 4A. Như vậy chúng ta sẽ có A bình phương cộng 2 bình phương lớn hơn hoặc bằng 4A. Chúng ta đẩy 2 bình phương qua sang bên phải. Chúng ta sẽ có 4A trừ 4. 2 bình phương chính là 4. Tiếp tục, chúng ta sẽ áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho 4 số. Đó chính là B mũ 4 cộng B mũ 4 cộng B mũ 4 cộng 3 mũ 4 lớn hơn hoặc bằng 4 căn bậc 4 của B mũ 4, B mũ 4, B mũ 4 và 3 mũ 4. Như vậy chúng ta sẽ có là 3B mũ 4 cộng 81 lớn hơn hoặc bằng 4 nhân cho 3 nhân cho B mũ 3. Như vậy chúng ta chia 2 vế cho số 3, B mũ 4 cộng 27 lớn hơn hoặc bằng 4B mũ 3. Chúng ta đẩy 27 sang bên đây. Và chúng ta sẽ lấy A bình phương cộng B mũ 4. Thì sẽ lớn hơn hoặc bằng 4 nhân cho A cộng B mũ 3. Tại vì ở đây có số 4, ở đây cũng có số 4. Trừ 27 trừ 4, chúng ta có âm 31. Nhưng ở đây là trừ 19, thì chúng ta sẽ trừ 19 cho hai bên. Cục này, đó chính là 29. Như vậy chúng ta sẽ tính giá trị cục này. Đó chính là số 66. Như vậy dấu bằng sẽ ra. Khi A bằng 2 và B bằng 3. Và đây chính là đáp án của bài toán. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.